Theo đó, cơ sở dữ liệu đất đai được xây dựng, tập trung thống nhất từ trung ương đến cấp tỉnh và cấp huyện, bao gồm 4 cơ sở dữ liệu thành phần: cơ sở dữ liệu địa chính, cơ sở dữ liệu quy hoạch sử dụng đất, cơ sở dữ liệu giá đất, cơ sở dữ liệu thống kê, kiểm kê đất đai. Thông tin trong cơ sở dữ liệu đất đai phải được kiểm tra, nghiệm thu theo quy định. Việc xây dựng, quản lý, khai thác, sử dụng, cập nhật sử dụng dữ liệu đất đai phải đảm bảo tính chính xác, khoa học, khách quan, kịp thời và thực hiện theo quy định hiện hành về thành lập hồ sơ địa chính của từng địa phương. Như vậy, sẽ tránh được việc gian lận trong việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất đang diễn ra tràn lan như hiện nay. Theo thống kê, cả nước đã có 7 tỉnh, thành phố hoàn thành việc xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, vẫn còn 42 tỉnh khác đang lập thiết kế kỹ thuật để phù hợp với địa phương mình. Trong đó, nhiều tỉnh đang triển khai thực hiện đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính và đăng ký cấp giấy chứng nhận.